Charolais là một giống bò thịt có nguồn gốc từ vùng Charolais của nước Pháp. Hiện đây đang là giống bò được nhiều trang trại nước ta nhân giống để chăn nuôi. Giống bò này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với các loài bò khác. Tại sao giống bò này lại được ưa chuộng đến vậy? Đặc điểm nổi bật của nó là gì? Thì hôm nay HLT sẽ chia sẻ để các bác hiểu thêm về loài bò này nhé. Bò Charolais. Mãi đến ngày nay, giống bò này đã được xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, tại miền Trung nước Pháp, nơi tạo ra giống bò này thì nó đã có từ lâu đời. Đây là kết quả của nhiều nghiên cứu và lai tạo để tạo ra một giống bò chuyên để lấy thịt. Trước đây, bò này có nguồn gốc từ Jurassic và phát triển mạnh ở vùng Charolais. Đây được xem là cái nôi, nơi sinh ra những chú bò khổng lồ với khối lượng lớn và khỏe mạnh. Mặc dù thời gian nuôi nhốt chỉ như những giống bò bình thường, nhưng sản lượng thịt mà giống bò này mang lại cao hơn hẳn. Bò Charolais nặng trung bình từ 900 đến 1.100 kg. Chúng có kết cấu cơ thể cân đối, cơ bắp nổi rõ, lớn nhanh và hiệu quả sản xuất thịt bò cao. Chúng có hoặc là không có sừng, màu chủ yếu là màu trắng kem, tuy nhiên cũng có màu vàng tối. Là lớn nhanh, to con, cơ bắp nổi rõ, vì vậy khối lượng thịt sẽ cao. Con đực nặng từ 1.200 đến 1.300 kg, con cái nặng từ 600 đến 800 kg. Tỷ lệ thịt sẻ đạt trên 65%. Bò đực giống Charolais đạt khối lượng từ 800 đến 900 kg ở 500 ngày tuổi. Bò có tính trầm, hiền lành, chịu kham khổ. Nhược điểm của bò Charolais là chất lượng thịt chưa cao như bò Angus. Bê sơ sinh có khối lượng lớn nên nhiều ca sinh khó, tỷ lệ nuôi sống của bê chưa cao. Hiện nay ở nước ta, bò Charolais thường được sử dụng để lai với bò Lai Xin hay Lai Man để tạo ra đàn bò nuôi lấy thịt. Đây là sản phẩm giống năng suất và tỷ lệ thịt sẻ cao. Con lai F1 Charolais có màu lông trắng kem đến ánh kem sữa, chân thấp, mình tròn, cơ bắp nổi rõ, lông trán dài và xoăn, mắt trắng, viền mắt và gương mũi có màu lang hồng. Bò có tính hiền, dễ nuôi, được người dân ưa chuộng. Khối lượng bê sơ sinh từ 20 đến 25 kg và những dòng bò F1 này cho tỷ lệ thịt sẻ từ 53 đến 55%, tỷ lệ thịt tinh là 44%.